biết à? Luật giao thông ở Việt Nam mà cấm cả người đi bộ trên vỉa hè. Không biết chứ mà ra đây mà làm mà nghi ngoe ăn cơm của dân mặc áo của đảng à? Phí mà cơm dân, phí cả áo đảng cho chúng nó mặc. Đứng đây càng đẹp. Đoàn đi cả đằng kia kìa.